Hello các bạn, gọi điện thoại cho người khác trong tin tức là gì nhá? Đúng rồi, mình có hai cách. Thứ nhất, cái động từ telefonieren đi cùng cái giới từ mit. Zum Beispiel, ich telefoniere mit meiner Mutter. Chú ý, cái đó đi cùng dativ nhá. Và cái động từ thứ hai là anrufen, động từ das và không đi cùng giới từ. Zum Beispiel, ich rufe meinen Bruder an. Nhưng mà chú ý, nếu mọi người muốn hỏi rằng là bạn gọi điện cho ai thì là mọi người phải sử dụng dativ với telefonieren, mit wem telefonierst du, và anrufen đi cùng accusativ, wen rufst du an. Alles klar? Bis später.